Da của bạn sẽ căng mịn và giảm sần sùi với 4 thói quen vô cùng đơn giản phía dưới đây mà không phải ai cũng nói cho bạn biết. Đặc biệt là thói quen thứ tư, thói quen cuối cùng, chúng vô cùng đơn giản, tiết kiệm và dễ thực hiện. Nhưng nếu như bạn bổ sung thêm vào cái chu trình chăm sóc da thì Hương tin chắc rằng làn da của bạn sẽ thăng hạng một cách vô cùng nhanh chóng. Tuy nhiên, trước khi bước vào phần chính của video ngày hôm nay, Hương rất hy vọng rằng bạn sẽ dành một vài giây để nhấn vào nút đăng ký kênh YouTube màu đỏ ở phía dưới. Thói quen đầu tiên là thay vì việc chúng ta bổ sung quá nhiều loại vitamin tổng hợp thì hãy bổ sung thật là nhiều rau củ quả và trái cây. Tất nhiên là việc mà cơ thể của chúng ta thiếu các loại vitamin thì chúng không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn mà chúng còn khiến cho làn da của bạn không thể đẹp được. Tuy nhiên, cái việc mà thừa vitamin thì chúng lại có cái hậu quả nghiêm trọng hơn rất là nhiều. Và Hương thấy rằng có rất là nhiều chị em phụ nữ chúng ta bổ sung các loại vitamin, bổ sung các loại viên uống làm đẹp da một cách vô tội vạ. Chúng ta không biết rằng là một ngày chúng ta cần phải uống cái hàm lượng bao nhiêu và chúng ta nên uống trong cái thời gian bao nhiêu lâu thì ngưng. Và ngoài ra ấy, có rất là nhiều chị em chúng ta lười ăn trái cây, lười ăn rau củ quả. Trong cái trái cây và rau củ quả không chỉ có vitamin mà chúng còn có thêm chất xơ này và thêm một số chất chống oxy hóa. Và nếu như cơ thể của bạn mà thiếu những cái chất xơ như vậy thì chắc chắn là cơ thể của bạn sẽ khó mà có thể hoạt động trơn tru được. Vậy điều đầu tiên, chị em chúng ta đang uống các loại viên uống nào và uống trong thời gian bao nhiêu lâu rồi? Hãy comment ở phía dưới để chia sẻ cùng với Hương. Thói quen thứ hai, hãy tập trung vào việc làm sạch da. Hầu hết là phụ nữ Việt Nam chúng ta sẽ có làn da dầu hoặc là hỗn hợp thiên dầu, tức là bản thân lỗ chân lông ở vùng chữ T hoặc là cả mặt của chúng ta sẽ thường rất là to. Và cái lý do khiến làn da của bạn không được mịn màng, luôn sần sùi, đó chính là do làn da của bạn không được làm sạch và lỗ chân lông của bạn có rất là nhiều bít tắc. Vậy khi mà chúng ta làm sạch da tốt ấy, thì lỗ chân lông chúng ta sẽ thông thoáng hơn, từ đó làn da của chúng ta sẽ mịn hơn, căng tròn hơn. Và việc làm sạch làn da thì rất là đơn giản. Thứ nhất là chúng ta sẽ có hai bước làm sạch là tẩy trang, dạ nước và dịu nhẹ thôi, tránh dùng những sản phẩm mà kỳ cọ trên làn da quá mạnh. Đôi khi chúng có thể khiến làn da của bạn bị tổn thương và mất cái cân bằng của pH trên làn da. Thứ hai là chúng ta sẽ dùng cái sữa rửa mặt dịu nhẹ cho làn da thôi, ưu tiên là pH chuẩn với làn da và tạo bọt một cách nhẹ nhàng. Và Hương đã làm rất là nhiều các loại video nói về việc là tẩy trang như thế nào cho đúng và rửa mặt như thế nào cho đúng. Bạn có thể kích thêm cái link ở phía trên để tham khảo thêm. Và Hương tin chắc rằng chỉ cần làm sạch da đúng thôi, thứ nhất là tình trạng da sần sùi của bạn sẽ được kiểm soát. Thứ hai, nếu bạn nào đó có tình trạng mụn thì tình trạng mụn chắc chắn sẽ giảm đáng kể. Và thứ ba là bạn bôi thoa bất kỳ những loại dưỡng chất nào, chúng sẽ hấp thu vào làn da của bạn một cách tốt nhất. Thứ ba đó chính là hãy bổ sung vào làn da của bạn những cái chất chống oxy hóa. Hiểu đơn giản là chất chống oxy hóa là gì? Có nghĩa là hàng ngày cái làn da của bạn, cơ thể của bạn sẽ tiếp xúc trực tiếp với môi trường bên ngoài rất là nhiều và chúng sẽ sản sinh ra gốc tự do. Và chính những gốc tự do này, đó chính là những cái tiền đề khiến làn da bạn gặp tình trạng như là bị lão hóa này, bị sạm nám này, nhăn nheo này và già nua đi hơn. Và khi mà chúng ta bổ sung thêm những cái chất chống oxy hóa này thì chúng sẽ hỗ trợ chúng ta là trung hòa gốc tự do đó. Và ngoài ra chúng còn hỗ trợ là tăng sinh thêm collagen giúp trẻ hóa làn da của bạn. Hiểu đơn giản cái chất chống oxy hóa này có thể tham khảo ví dụ như là vitamin C, là một cái thành phần Hương thường xuyên chia sẻ đến các bạn các chị. Thứ nhất là bởi vì nó rất là dễ thực hiện. Thứ hai là nếu mà tính về cái chi phí này thì hàng ngày chúng ta dùng cái lượng không quá là nhiều, chúng cũng khá là tiết kiệm. Và thứ ba này, nếu như bạn dùng cái serum vitamin C nồng độ đâu đó khoảng tầm 10% vào buổi sáng hàng ngày và trước cái bước kem chống nắng thì chúng kết hợp với kem chống nắng sẽ tăng cường khả năng bảo vệ làn da của bạn hơn rất là nhiều. Và nếu như bạn vẫn bôi thoa kem chống nắng mà vẫn thấy rằng là làn da chúng ta vẫn bị đen sạm đi thì Hương nghĩ rằng bạn sẽ nên kết hợp thêm cái bước serum vitamin C vào trong cái chu trình chăm sóc da vào buổi sáng. Và đối với cá nhân Hương thì đã sử dụng serum vitamin C rất là lâu rồi, thời gian đủ lâu rồi, và Hương hiện tại là đang dùng hàng ngày vào buổi sáng và trước cái bước kem chống nắng. Còn bạn thì bạn đang sử dụng serum vitamin C của hãng nào, hay là bước buổi sáng bạn đang dùng những sản phẩm gì, hãy chia sẻ thêm với Hương ở phía dưới. Và bước thứ tư như Hương vừa chia sẻ trên, đây cũng chính là bước vô cùng quan trọng nhưng hầu hết chị em phụ nữ chúng ta đều không để ý đến và chúng ta sẽ thường bỏ qua. Đó chính là các bạn hãy bổ sung thêm vào chu trình cái sản phẩm là tẩy tế bào chết. Có thể những giai đoạn trước bạn thấy rằng là làn da chúng ta luôn nhẵn mịn này và khả năng tăng tốc đổi mới tế bào của chúng ta nó sẽ nhanh. Đó là bởi vì bình thường thì làn da chúng ta sẽ có một cái chu kỳ gọi là chu kỳ thay mới tế bào. Và khi chúng ta còn trẻ thì chu kỳ này nó sẽ diễn ra rất là nhanh, có thể khoảng 28-30 ngày. Nhưng mà khi chúng ta ngày càng lớn tuổi hơn thì chu kỳ này ngày càng được kéo dài hơn và chúng có thể thay mới không đồng đều. Cái chỗ được thay mới này và chỗ này không được thay mới này, từ đó sẽ dẫn đến tình trạng làn da của chúng ta là sần sùi này, do tích tụ nhiều tế bào già cỗi này, xỉn màu hơn này. Ngoài ra chúng cũng sẽ khiến chúng ta dễ dàng gặp tình trạng là bít tắc lỗ chân lông và từ đó dễ dàng nổi mụn nhiều hơn. Chị em chúng ta có để ý rằng là khi chúng ta đắp mặt nạ sữa chua xong ấy,
thấy rằng làn da chúng ta nó sáng mịn hơn đâu. Đó là bởi vì trong cái thành phần sữa chua này có một cái thành phần là acid lactic hay là AHA đó, chúng hỗ trợ loại bỏ tế bào già cỗi đi. Và vì thế chúng ta sẽ nên bổ sung thêm cái sản phẩm tẩy tế bào chết vào trong chu trình, có thể là từ thiên nhiên như là bột yến mạch này, bã cà phê này, nhưng mà sẽ nên dùng cho những làn da thực sự khỏe thôi. Hoặc là bạn có thể dùng là cái dạng vật lý, dạng gel hoặc là dạng kỳ á, nhẹ nhàng trên làn da. Còn nếu cao cấp hơn và mong muốn là sẽ có kết quả tốt hơn thì ưu tiên hóa học, đó chính là AHA hoặc là BHA. Nếu bạn có tình trạng là da thường, da khô mà da đang lão hóa hay là da có đốm nâu thì sẽ ưu tiên AHA nồng độ khoảng tầm từ 5 cho đến 8%. Còn nếu bạn có tình trạng là da dầu, mụn hay là lỗ chân lông to và dễ kết tắc thì sẽ ưu tiên là BHA với nồng độ khoảng tầm 1 cho đến 2%. Và một tuần sẽ nên sử dụng tẩy tế bào chết khoảng tầm từ 2 cho đến 3 lần tùy theo cái tình trạng làn da của bạn. Và khi mà tế bào chết được loại bỏ như vậy, thứ nhất này là bạn bôi kem chống nắng nó không có trường hợp là bị vón cục. Thứ hai là tăng khả năng hấp thụ dưỡng chất vào làn da của bạn hơn. Và thứ ba, Hương tin chắc rằng làn da của bạn nó sẽ mịn màng hơn một cách nhanh chóng. Và trên đây chính là chia sẻ của Hương về bốn cái thói quen nó vô cùng đơn giản và rất là dễ thực hiện. Nhưng Hương tin chắc rằng nếu chúng ta sở hữu bốn thói quen này thì làn da của chúng ta sẽ mịn màng hơn và giảm sần sùi hơn rất là nhiều. Cảm ơn bạn đã lắng nghe.